Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. Ăn trứng gà theo cách này tốt gấp trăm lần thuốc bổ. Các bà nội trợ hãy chú ý cách ăn trứng gà để có lợi cho sức khỏe nhất nhé. Các chuyên gia dinh dưỡng đều nhận định trứng gà là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, được coi là thực phẩm dinh dưỡng toàn phần. Những nghiên cứu gần đây của các chuyên gia y tế và dinh dưỡng đều chỉ ra rằng mỗi ngày ăn một quả trứng gà có thể mang tới cho bạn sức khỏe từ đầu đến chân. Cách làm trứng đủ dinh dưỡng, dễ tiêu. Các chất dinh dưỡng có trong trứng gà có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của cơ thể và hệ thống thần kinh, bảo vệ tế bào gan, nâng cao khả năng chuyển hóa và miễn dịch của cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa ung thư. Trong các cách chế biến sử dụng trứng gà thì luộc chín được coi là an toàn và có hiệu quả dinh dưỡng cao nhất so với trứng gà ốp la hoặc trứng gà rán. Cách luộc trứng tốt nhất là cho trứng cùng với nước lã vào nồi rồi đun sôi dần. Khi nước sôi thì để nhỏ lửa, đun khoảng 2 phút nữa rồi tắt bếp, ngâm trứng khoảng 5 phút. Như vậy thì trứng vừa chín tới, lòng đỏ trứng không bị chín kỹ quá, ăn ngon miệng và cơ thể hấp thu được dễ dàng, không gây trở ngại cho dạ dày và gan. Có thể cho thêm một ít muối vào nước luộc để giữ cho trứng không bị vỡ khi luộc, mà lại giúp cho việc bóc vỏ trứng được dễ dàng hơn. Nếu luộc trứng quá chín thì trên bề mặt của lòng đỏ sẽ xuất hiện một lớp màu xanh xám do chất sắt có trong trứng gà tạo ra, khiến cơ thể rất khó hấp thụ. Chất đạm trong trứng khi gặp phải nhiệt độ cao sẽ đông lại, làm cho trứng gà trở nên cứng, sơ, ăn không có cảm giác ngon miệng và lại rất khó tiêu. Nếu làm ốp la thì nên chọn loại trứng sạch, an toàn, cho trứng vào chảo dầu nóng, không làm vỡ lòng đỏ, đợi đến khi thấy lòng trắng trứng bắt đầu đông thì đậy nắp lại và để lửa vừa khoảng 3 đến 4 phút nữa là được. Trước khi đậy nắp, cũng có thể cho vào một ít nước rồi hấp trứng trong vài phút, giúp cho trứng ốp la được chín mà lại không bị cháy. Như vậy, món ốp la vừa ngon miệng, lại giữ được dinh dưỡng có giá trị trong lòng đỏ trứng mà không ngại bị nhiễm vi khuẩn. Ăn trứng bao nhiêu là đủ? Người bình thường nên ăn 4 quả trứng một tuần. Trước kia, trứng bị cho là thực phẩm làm tăng lượng cholesterol. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh ăn trứng tốt cho sức khỏe. Trứng giàu protein, vitamin A, D, B12, các khoáng chất như phosphor, selen. Trứng là lựa chọn thay thế tuyệt vời nếu bạn không thích ăn thịt. Trứng còn chứa nhiều choline, một dưỡng chất thúc đẩy hoạt động của não và cải thiện trí nhớ. Bởi vậy, phụ nữ có thai và người già rất nên ăn trứng. Những người không có cảm giác ngon miệng hay bị chán ăn, đặc biệt cần ăn trứng, vì thực phẩm này sẽ cung cấp một lượng lớn các chất vitamin, khoáng chất và protein để cơ thể không bị thiếu dinh dưỡng. Để ăn trứng một cách an toàn, những người không tập thể hình và có vóc dáng trung bình chỉ nên ăn tối đa 4 quả mỗi tuần. Những người to lớn và hay tập thể thao có thể ăn 7 quả. Bạn có thể chế biến trứng theo nhiều cách và lý tưởng nhất. Trứng nên được ăn vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cần thiết cho một ngày. Bản tin Sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.